Ukraine cảnh báo người dân sắp phải đối mặt với thảm họa kéo dài. Ông Zelensky trả giá đắt vì Kursk mất trắng ba thành phố lớn nhất về Nga. Cả Nga và Ukraine đồng loạt thông báo trận chiến cuối cùng kết thúc chiến sự. Toàn châu Âu dậy sóng khủng khiếp ngay sau lời nhắc nhở của ông Putin. Bắt loạt đối tượng bạo loạn dương cờ Ukraine chặn đường Tổng thống Putin. Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo báo cáo của Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch CCZ thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, người dân Ukraine sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lò sưởi hoặc điện trong thời gian dài vào mùa đông tới. Được công bố vào ngày 4 tháng 9, ấn phẩm này dự đoán rằng tình trạng mất điện có thể kéo dài tới 12 giờ một ngày trong trường hợp mùa đông vừa phải và 8 đến 9 tổ máy điện hạt nhân hoạt động ổn định. Theo báo cáo, kịch bản tệ nhất có thể xảy ra là người dân sẽ gần như không có điện nữa. CCZ cảnh báo, nếu Nga tiếp tục tấn công vào ngành năng lượng của Ukraine, thì mùa đông năm nay, người dân Ukraine có thể phải chịu cảnh không có điện và lò sưởi tới 20 giờ mỗi ngày. Nga đã tấn công vào các nhà máy điện của Ukraine kể từ mùa xuân, đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev và các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga. Mục tiêu được nêu là làm tê liệt hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine và khả năng triển khai quân mới ra tiền tuyến. Báo cáo của CCZ cho biết thêm, 1GW công suất phân cấp được Tổng thống Ukraine Zelensky công bố gần đây khó có thể giúp ổn định tình hình. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đặt mục tiêu thay thế các nhà máy nhiệt điện và thủy điện quy mô lớn bị hư hại của đất nước bằng hàng trăm nhà máy điện nhỏ hơn, dễ che giấu hơn. Theo báo cáo, không có khả năng những nhà máy này có thể được đưa vào hoạt động trước khi mùa đông bắt đầu. Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko đã cảnh báo rằng mùa đông sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine. Ông dự đoán sản lượng điện của đất nước sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đến gần. Bộ trưởng cho biết các kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng và thiết lập hệ thống cung cấp năng lượng phi tập trung cho người dân có thể là quá ít và quá muộn. Hồi tháng 7 vừa qua, tờ The Economist đưa tin công suất phát điện của Ukraine là 36 GW trước cuộc xung đột và một nửa công suất đó đã bị mất. Mức tiêu thụ cao nhất trong mùa đông năm 2023 được báo cáo là 18 GW. Theo ước tính của CCZ, hiện nay quốc gia này sản xuất tới 11,5 GW mỗi giờ và tiêu thụ hơn 13 GW. Trước đó, ông Zelensky đã báo cáo rằng có tới 80% công suất năng lượng của đất nước, bao gồm các nhà máy điện chạy bằng than và thủy điện, đã bị hư hại hoặc phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Ông đã yêu cầu những người ủng hộ phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của quốc gia. Kênh Telegram của quân đội Nga mới đây cho biết, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm phá hủy một cơ sở chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine trong một bunker gần Zhytomyr. Ấn phẩm này cho biết, theo số liệu sơ bộ, quân đội Ukraine đã thiệt hại 25 chỉ huy. Ngoài ra, còn thương vong trong số nhân viên hầm trú ẩn. Không có thông tin chi tiết nào khác về vụ tấn công được cung cấp. Zhytomyr là thành phố ở phía bắc của nửa phía tây Ukraine. Zhytomyr chiếm diện tích 65 km2, dân số của thành phố là 261.624 người, ước tính cho tới năm 2022. Zhytomyr là một trung tâm giao thông chính, thành phố nằm trên một tuyến đường lịch sử nối thành phố Kiev với phía tây qua Brest. Ngày nay, nó nối Warsaw với Kiev, Minsk với Izmail và một số thành phố lớn của Ukraine. Zhytomyr cũng là địa điểm của căn cứ không quân Ozhena, một căn cứ máy bay chiến lược quan trọng của chiến tranh lạnh, cách thành phố 11 km về phía đông nam. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Zhivetnoy ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm đã đánh bại nhân sự và trang bị của Lữ đoàn Cơ giới 23, 24, 47, 100, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 59, Lữ đoàn Bộ binh 142 và Lữ đoàn Dù 25 của lực lượng vũ trang Ukraine. Các lữ đoàn này trong các khu định cư Dryzhnik, Grodovka, Zhuravka, Mikhailovka, Selyudovo và Memrik thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, phía Nga đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn Tấn công số 53, Lữ đoàn Cơ giới hóa số 150, Lữ đoàn Không kích số 71, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 95 của lực lượng vũ trang Ukraine. Các lữ đoàn số 14, 15 của lực lượng vệ binh quốc gia và Lữ đoàn Tấn công Liut của Cảnh sát quốc gia Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thiệt hại của đối phương lên tới 530 quân nhân, 2 xe tăng, 1 xe bọc thép, 3 ô tô, 1 pháo tự hành Kasha 155mm sản xuất tại Pháp, một khẩu pháo MSTB 152mm, hai khẩu pháo D-20 152mm, ba khẩu pháo 122mm D-30 và một khẩu súng chống tăng Rapier 100mm. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông EEF hôm ngày 5 tháng 9, khi được đề nghị bình luận về các cáo buộc của Nga về việc Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công và các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và Kursk, cả hai đều nằm không xa tiền tuyến. Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy điện hạt nhân của Nga có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Ông đề nghị Kiev suy nghĩ kỹ về hậu quả có thể xảy ra nếu Moscow đáp trả. Ông Putin nói,
đó là những hành động khủng bố rất nguy hiểm. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đáp trả tương tự. Điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ châu Âu? Ukraine hiện vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân, một ở phía Nam và hai ở phía Tây. Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu vào những ngày đầu của cuộc xung đột năm 2022. Nga sau đó tuyên bố sáp nhập Zaporizhia cùng 3 vùng khác ở Ukraine, bất chấp sự phản đối của Kiev. Do tiền tuyến nằm không xa nhà máy Zaporizhia, Moscow và Kiev thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về việc tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở này. Tình hình an ninh tại nhà máy đang được một phái bộ của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA giám sát. Trong khi đó, những lo ngại về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk đã phát sinh vào đầu tháng 8 khi Ukraine tiến hành cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất từ trước tới nay vào lãnh thổ Nga. Nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine 90 km, nơi diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây. Nhà máy Kursk đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho một số khu vực lân cận. Theo ông Putin, Kiev đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công vào nhà máy Kursk được cho là có sự tham gia của máy bay không người lái. Phó đặc viên của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky đã cảnh báo rằng sự miễn cưỡng của phương Tây trong việc kiềm chế Kiev có thể gây ra một sự cố hạt nhân với hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu. Đề cập đến việc Ukraine đưa quân vào tỉnh Kursk, nhà lãnh đạo Nga nói rằng thương vong lớn mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu tại Kursk sẽ ảnh hưởng hoạt động của lực lượng Kiev trên tiền tuyến miền đông Ukraine. Ông lưu ý, quân đội Nga đã ổn định tình hình và đang dần đẩy đối thủ ra khỏi các vùng lãnh thổ biên giới. Đáng chú ý, không có sự kháng cự nào đối với sự tiến công của chúng tôi ở chiến trường Donbas. Đối phương đã tự làm suy yếu mình trên trục chính bằng cách di chuyển những đơn vị chủ lực đến các vùng biên giới. Theo Tổng thống Nga, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn ở Donbas và đây chính là ưu tiên của Moscow. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang chịu tổn thất rất lớn về mặt nhân lực và trang thiết bị. Ông Putin nói thêm, Ukraine có nguy cơ sụp đổ trên trục quan trọng nhất. Thương vong có thể dẫn đến mất khả năng chiến đấu của toàn bộ lực lượng vũ trang của đối phương. Đó là điều chúng tôi đang tìm cách đạt được. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine là người ngoài hành tinh vì không quan tâm tới nỗi đau khổ của người dân thường. Ông Putin còn cho rằng chiến dịch tổng động viên sẽ khiến Ukraine kiệt quệ. Theo nhà lãnh đạo Nga, giới lãnh đạo Ukraine không thực sự nghĩ về đất nước. Họ ngụy trang bằng những khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa, lừa dối mọi người. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông đang diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 tại khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Chủ đề chính của sự kiện năm nay là Viễn Đông 2030, hãy chung sức tạo cơ hội. Ngày 5 tháng 9, trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2024, EEF, khi nói về vụ pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đây là vụ tấn công rất nguy hiểm. Ông Putin nói, quý vị đã nói về các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Đây là những cuộc tấn công rất nguy hiểm. Người ta chỉ có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi phản ứng theo cách tương tự. Điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ khu vực này của châu Âu? Chia sẻ thêm về tình hình chiến trường, nhà lãnh đạo Nga cho biết, sau khi triển khai các đơn vị khá lớn và được huấn luyện tốt tới các khu vực biên giới của chúng tôi, đối thủ đã tự suy yếu ở các hướng chủ đạo và quân đội của chúng tôi đã tăng tốc các hoạt động tấn công. Tổng thống Putin nói thêm, trước hết, chúng ta phải nghĩ đến những người tất nhiên đang phải trải qua những thử thách nghiêm trọng và phải chịu đựng những hành động khủng bố này. Nhiệm vụ thiêng liêng của các lực lượng vũ trang là bằng mọi cách đánh đuổi đối thủ ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ vững chắc người dân của chúng tôi. Tất nhiên là cả nước phải làm mọi cách để hỗ trợ người dân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Kiev đã thực hiện một cuộc đột kích vào tỉnh Kursk là muốn ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Donbas nhưng thất bại. Ông nhận định, mục tiêu của đối phương là khiến chúng ta lo lắng, náo động, chuyển quân từ khu vực này sang khu vực khác và ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi theo các hướng then chốt. Trước hết, việc giải phóng khu vực Donbas là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Tuy nhiên, ông cho biết, đối phương đang bị tổn thất rất nặng nề, cả về nhân lực và trang thiết bị. Tôi sẽ không liệt kê những tổn thất này ngay lúc này, nhưng cung cấp dữ liệu này, tôi coi đó là khách quan, vì chúng đã được xác nhận từ nhiều nguồn cùng một lúc. Một mặt, do những hướng quan trọng nhất bị sụp đổ, và tổn thất có thể đơn giản dẫn đến việc mất khả năng chiến đấu của tất cả các lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng đạt được. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Putin đã tuyên bố Moscow không bao giờ từ chối đàm phán về Ukraine. Ông lưu ý thêm, thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chưa bao giờ được thực hiện, có thể làm cơ sở cho tiến trình đàm phán trong tương lai. Việc Ukraine triển khai quân cho canh bạc tại Kursk đã khiến thành phố chiến lược Pokrov ở Donetsk có thể sớm rơi vào tay Nga, trong khi ở các khu vực khác như Zaporizhia và Kherson, lực lượng Kiev cũng đang gặp khó.
Pokrov, trung tâm hành chính của một khu vực công nghiệp lớn với dân số trước xung đột gần 400.000 người, có khả năng sẽ sớm bị quân đội Nga kiểm soát. Việc quân đội Nga giành được nơi này có thể làm nổ tung tiền tuyến cũng như trở thành chiến thắng tuyên truyền cho Moscow. Trong khi nhiều người ở Ukraine hoan nghênh cuộc tấn công quân sự vào Kursk khiến Moscow bất ngờ, thì hàng chục nghìn người ở Donetsk đang phải chạy trốn chiến sự lan gần đến nơi họ sinh sống. Trong khi đó, các cuộc không kích của Nga và các khu vực khác của đất nước vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Nga chỉ chuyển một số lượng nhỏ binh lính từ tiền tuyến Ukraine đến Kursk, tăng cường thêm những người lính nghĩa vụ chưa được đào tạo bài bản và những tay súng từ Chechnya. Theo chuyên gia Mitchokin, Kiev đã điều động hàng nghìn quân nhân đến Kursk, để lại lực lượng của mình ở Donetsk với số lượng ít ỏi không thể kiểm soát được sự xâm phạm tiền tuyến. Moscow đã đẩy mạnh tiến công vào Pokrov bằng cách triển khai quân đội đã tấn công thị trấn Chasovia gần đó. Và việc đột phá thành công ở Donetsk có nghĩa là quân đội Nga sẽ có thể tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhia gần đó. Moscow đã giành được 3 trên 4 tỉnh Zaporizhia vào năm 2022 và lực lượng Ukraine chỉ giành lại một số vùng nhỏ trong cuộc phản công gây thất vọng của họ vào năm ngoái. Ông Mitchokin cho biết, trong 2 tuần tới, rất có thể Ukraine sẽ mất gần như toàn bộ tiền tuyến ở Zaporizhia nếu không triển khai toàn bộ lực lượng dự bị từ đâu đó hoặc không bắt đầu một cuộc tiến công mới trên lãnh thổ Nga. Nhưng Ukraine dường như đã cạn kiệt lực lượng dự bị trong bối cảnh có thêm nhiều tổn thất ở vùng Kherson phía nam đất nước. Hầu hết Kherson đã bị Nga kiểm soát từ năm 2022 và Kiev vẫn tiếp tục cố gắng giành lại lãnh thổ ở đó bằng cách giành các cù lao nhỏ ở đồng bằng sông Dnipro, bất chấp những tổn thất nặng nề. Ông Mitchokin cho biết, những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã bỏ rơi hầu hết các cù lao đó và lực lượng phòng không thiếu người của họ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga và thủ phủ cùng tên của khu vực. Ông kết luận, nhìn chung, các vị trí của Ukraine vào tháng 8 vừa qua đã xấu đi nhanh chóng. Trong khi đó, các quan chức Ukraine lại nhấn mạnh rằng việc sắp mất Pokrov sẽ không dẫn đến chiến thắng chiến lược của Moscow vì Nga sắp cạn nhân lực, vũ khí và đạn dược. Trong một bài phát biểu trên truyền hình mới đây, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo, ông Roman Kostenko cho biết, đối phương hiện đang dồn toàn bộ lực lượng và phương tiện để đột phá vào đó, và nếu bị chặn lại ngay bây giờ, họ sẽ không có nhiều nguồn lực để hành động theo các hướng khác. Giai đoạn cuối mùa hè này mang đến nhiều tin tức đáng buồn khác cho Kiev. Hồi tháng 7 năm nay, Ukraine đã nhận được 10 máy bay chiến đấu F-16 và đã tổn thất chiếc đầu tiên và phi công xuất sắc hàng đầu trong tuần trước. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều ảm đạm ở tiền tuyến khi Ukraine tiếp tục tấn công các sân bay, kho nhiên liệu, nhà máy quân sự và cơ sở hạ tầng của Nga trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công lớn nhất như vậy diễn ra vào đêm 31 tháng 8, có sự tham gia của 158 UAV tiếp cận 16 tỉnh của Nga. Ngay cả khi quân đội Ukraine chịu áp lực liên tục ở các khu vực khác của tiền tuyến, cuộc tấn công vào Nga đã mang lại sự thúc đẩy tinh thần rất cần thiết bên trong Ukraine sau nhiều tháng liên tục có tin tức ảm đạm. Một nhà ngoại giao phương Tây tại Kiev cho biết, họ đang trong trận chiến tuyệt vọng giữa David và Goliath và điều này dẫn đến tinh thần đột phá của họ. Người này cũng nói thêm rằng chiến dịch Kursk đã thúc đẩy tâm trạng của giới tinh hoa chính trị vô cùng mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Ngày 4 tháng 9, tờ Ukrainska Pravda của Ukraine đưa tin cho biết, cảnh sát Mông Cổ đã chặn một nhóm người biểu tình dương quốc kỳ Ukraine trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tới quốc gia Đông Á. Còn theo tờ Mirror of the Week của Ukraine, vụ việc xảy ra ngay trước lễ đón ông Putin tại cung điện chính phủ Mông Cổ ngày 3 tháng 9. Hình ảnh ghi nhận được cho thấy đứng cách nhóm người dương cờ Ukraine vài tòa nhà, còn có 5 người khác cũng cầm cờ Ukraine và các tấm áp phích với nội dung phản đối ông Putin. Tuy nhiên, sau khi nghe tin một số người đã bị cảnh sát bắt đi, nhóm này đã quyết định giải tán. Trước đó, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC và Ukraine đã đồng loạt yêu cầu Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đặt chân tới lãnh thổ nước này, theo quy định của mọi quốc gia từng ký hiệp ước Rome của ICC. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 9, tờ Politico dẫn lời đại diện phát ngôn của chính phủ Mông Cổ nói, Mông Cổ luôn duy trì chính sách trung lập trong mọi quan hệ ngoại giao của mình như đã nêu trong các tuyên bố của chúng tôi cho đến nay. Ngoài ra, hãng tin RT cho biết, chính phủ Mông Cổ đã tuyên bố rằng sự sống còn của quốc gia này phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu từ Nga. Đó là lý do khiến họ không thể làm theo yêu cầu của ICC. Theo đài Radio Free Europe, bất chấp phản ứng dữ dội từ Ukraine cũng như Liên minh châu Âu, Mông Cổ đã trải thảm đỏ và bố trí đội quân danh dự đón tiếp Tổng thống Putin tại sân bay quốc tế Ulaanbaatar.
Tổng thống Mông Cổ Úc Nagin Kurenzhuk sau đó hộ tống vị khách quý tới cung điện chính phủ vào ngày 3 tháng 9, nơi hai nhà lãnh đạo bày tỏ lòng thành kính trước bức tượng Thánh Cát Tư Khán, rồi tiến vào bên trong cung điện để tiến hành cuộc họp kín. Kiev phản ứng lại bằng cách tuyên bố sẽ hợp tác với các đồng minh của mình để đảm bảo Mông Cổ phải gánh chịu hậu quả. Theo Politico, Mông Cổ còn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố. Tờ Politico dẫn lời nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Pháp lý, ông Thomas Hoffman cho hay, Mông Cổ chắc chắn sẽ bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố vì vi phạm nghĩa vụ hợp tác của mình. Trong khi đó, ngày 4 tháng 9, hãng tin RBC của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington hiểu lập trường của Mông Cổ khi bị kẹp giữa hai nước láng giềng lớn hơn nhiều, nhưng điều quan trọng là chính quyền của đất nước này phải tiếp tục duy trì luật pháp trên toàn thế giới. Ngày 4 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, tất cả các mục tiêu đã xác định trong chiến dịch Kursk của Ukraine đột kích vào lãnh thổ Nga đang được hiện thực hóa. Ông nói, đã có báo cáo của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Syrsky, như mọi ngày, đối với từng phần của mặt trận, cụ thể là các hướng Pokrov, Torez, Kurakhovsky. Đặc biệt, có báo cáo riêng về hoạt động ở vùng Kursk. Điều rất quan trọng là tất cả các nhiệm vụ đã xác định trong chiến dịch Kursk của chúng tôi đều phải được thực hiện. Xin cảm ơn mọi sĩ quan, binh sĩ đã tham gia. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố Kiev có kế hoạch kiểm soát vô thời hạn các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk, miền trung nước Nga. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Ati Alaudinov đã nghi ngờ việc quân đội Ukraine sẽ ở lại lâu dài khi đối mặt với nguồn cung cạn kiệt. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, ông Alaudinov dự báo, tôi đã nói vào đầu năm nay rằng chúng ta đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Giờ đây, trận chiến quyết định đang diễn ra. Tôi nghĩ trận chiến quyết định này sẽ kết thúc chiến dịch quân sự. Theo ông, lực lượng Ukraine hiện đã chuyển tất cả các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đến khu vực biên giới Nga, khiến tiền tuyến Ukraine sụp đổ và Moscow có thể giáng một đòn chí mạng vào đối thủ ngay trên lãnh thổ của mình để tước đi nguồn lực chính của họ. Thiếu tướng Nga cũng gọi tình hình ở tỉnh Kursk là có thể dự đoán được và ổn định, đồng thời lưu ý rằng gần một tháng qua, Ukraine đã mất một lượng lớn binh sĩ và thiết bị quân sự, nên sẽ không thể cầm cự lâu trong điều kiện như vậy. Cùng ngày 4 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát thêm hai ngôi làng Kalivka và Prechistivka ở miền đông quốc gia Đông Âu, cách trung tâm hậu cần Pokrov do phía Kiev kiểm soát khoảng 30 km. Bộ trên cũng cho biết đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công trung tâm huấn luyện chung số 179 của quân đội Ukraine ở Poltava hôm 3 tháng 9. Nga khẳng định cuộc tấn công đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Moscow tuyên bố đã sử dụng hệ thống tên lửa Kinzhal tấn công các cơ sở công nghiệp quân sự ở thành phố Lviv, miền Tây Ukraine. Trong khi đó, do tình hình an ninh, Kiev đã mở rộng quyết định sơ tán bắt buộc trẻ em khỏi 30 khu định cư ở tỉnh Donetsk. Chính quyền Ukraine thiết lập hai cơ sở tiếp nhận người sơ tán, đồng thời kêu gọi người dân tại các thành phố trong tỉnh này di rời. The Hill vừa qua đưa tin, vụ tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga cho đến nay vẫn chưa đạt được một trong những mục tiêu chính, đó là chuyển hướng quân đội Nga khỏi tiền tuyến miền Đông nhằm định hình lại chiến trường. Cuộc tập kích bất ngờ vào đầu tháng trước của Ukraine đã đạt được các mục tiêu khác, bao gồm làm ảnh hưởng tới hình ảnh mạnh mẽ của quân đội Nga trong việc bảo vệ đất nước, phá hủy tài sản quân sự và giành lãnh thổ, cũng như tù binh để làm lá bài đàm phán. Tuy nhiên, Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực lên Kursk và đang để lại tiền tuyến miền Đông với đầy những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt khi Nga liên tiếp đạt được đà tiến trong thời gian qua. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, đối thủ đã không đạt được nhiệm vụ chính mà họ tự đặt ra là ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ta ở Donbass. Nga đã không đạt được đà tấn công như vậy ở Donbass trong một thời gian dài. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc tấn công Kursk là một phần quan trọng trong chiến lược của Kiev và sẽ được đưa vào kế hoạch chiến thắng mà ông dự định sẽ thảo luận với Mỹ vào thời gian tới. Ông Zelensky cho rằng các cuộc không kích liên tiếp của Nga vào các thành phố trên khắp Ukraine đã chứng minh tính đúng đắn của chiến thuật của Kiev, đặc biệt là ở Kursk. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, chúng ta phải đẩy cuộc chiến về nơi nó xuất phát, vào nước Nga. Và không chỉ ở các khu vực biên giới, Nga phải cảm nhận được chiến sự thực sự là gì. Tuy nhiên, theo The Hill,
một số người dân và binh sĩ Ukraine đã công khai thắc mắc về ý định thực sự của Ukraine ở Kursk trong bối cảnh quân đội Nga đang đạt được đà tiến dồn dập trên tiền tuyến, đặc biệt là Donetsk. Thành viên Quốc hội Ukraine bà Mariana Bezutla cho biết, các chỉ huy Ukraine đã bố trí các đơn vị thiếu kinh nghiệm để bảo vệ Pokrov, một trung tâm hậu cần quan trọng ở Donbass. Khi đề cập về những thành tựu của Nga trong thời gian qua, bà nói, bây giờ chúng ta phải chịu thêm hậu quả là mất thêm mạng sống và lãnh thổ. Trong khi đó, Giám đốc Chiến lược tại Viện Quincy Mỹ, ông George Beebe cho biết, chiến dịch Kursk vẫn còn sớm nhưng có vẻ như đang hướng đến thất bại. Ông nhận định, quân đội Nga không chuyển hướng một số lượng lớn lực lượng khỏi tiền tuyến ở Ukraine. Nếu có, họ đã bắt đầu dục dịch làm như vậy. Có vẻ như có rất nhiều sự hoài nghi về những gì cuộc tấn công của Ukraine và tôi nghĩ rằng có những lo ngại ngày càng tăng rằng đó là một sai lầm. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Mỹ, Nga dường như đang quyết tâm giành được Pokrov bằng việc trì hoãn dồn lực lượng đẩy quân Ukraine khỏi Kursk. Moscow đã đẩy mạnh tiến công vào Pokrov bằng cách triển khai quân đội đã tấn công thị trấn Chasovia gần đó. Và việc đột phá thành công ở Donetsk có nghĩa là người Nga sẽ có thể tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhia gần đó. Moscow đã chiếm được 3/4 tỉnh Zaporizhia vào năm 2022 và lực lượng Ukraine chỉ giành lại một số vùng nhỏ trong cuộc phản công gây thất vọng của họ vào năm ngoái. Chuyên gia Michokhin cho biết, trong 2 tuần tới, rất có thể Ukraine sẽ mất gần như toàn bộ tiền tuyến ở Zaporizhia nếu không triển khai toàn bộ lực lượng dự bị từ đâu đó hoặc không bắt đầu một cuộc tiến công mới trên lãnh thổ Nga. Nhưng Ukraine dường như đã cạn kiệt lực lượng dự bị trong bối cảnh có thêm nhiều tổn thất ở vùng Kherson, phía nam đất nước. Hầu hết Kherson đã bị Nga kiểm soát kể từ năm 2022 và Kiev vẫn tiếp tục cố gắng giành lại lãnh thổ ở đó bằng cách chiếm các cù lao nhỏ ở đồng bằng sông Dnipro bất chấp những tổn thất nặng nề. Ông Michokhin cho biết, trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã bỏ rơi hầu hết các cù lao đó và lực lượng phòng không thiếu người của họ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga vào thủ phủ cùng tên của khu vực. Ông kết luận, nhìn chung, các vị trí của Ukraine vào tháng 8 đã xấu đi nhanh chóng. Trong khi đó, các quan chức Ukraine lại nhấn mạnh rằng, việc sắp mất Pokrov sẽ không dẫn đến chiến thắng chiến lược của Moscow vì Nga sắp cạn nhân lực, vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, chuyên gia BB cho biết, Nga cũng đã biến chiến dịch Kursk thành cơ hội để làm tiêu hao quân đội và thiết giáp Ukraine, những lực lượng đã chịu thương vong lớn ở lãnh thổ của phía Moscow. Ông nói, quân đội Ukraine mất nhiều người hơn, mất nhiều thiết giáp hơn, mất nhiều vũ khí hơn, sử dụng hết đạn dược. Và theo quan điểm của Nga, tất cả đều tốt. Vì vậy, tôi không nghĩ họ vội vàng chấm dứt cuộc tấn công vào Kursk. Giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường Kennedy của Đại học Harvard, ông Stephen Wern cho biết, lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát ở Kursk chiếm 0,0064% tổng diện tích đất liền của Nga và 0,138% dân số nước này. Chuyên gia nhấn mạnh, chiến dịch này là một thành công về mặt chiến thuật nhưng không phải là một thành tựu chiến lược lớn. Nó đã củng cố tinh thần của người Ukraine và phơi bày một số điểm yếu của Nga, nhưng có những giới hạn rõ ràng về mức độ Kiev có thể tiến xa đến đâu. Tuy nhiên, thành công ngắn hạn này của Ukraine cuối cùng có thể được coi là một sai lầm chiến lược. Nếu nó làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine ở miền Đông và cho phép Nga đạt được nhiều thành quả nhanh hơn ở đó. Ông dự đoán, Nga có thể để Ukraine kiểm soát tạm thời một phần nhỏ lãnh thổ của mình vì biết rằng sau này họ sẽ có thể khôi phục lại toàn bộ quyền kiểm soát. Theo thành viên cấp cao và giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Viện Brookings, ông Michael Hanlon, Ukraine đang tìm cách sử dụng lãnh thổ Kursk để đàm phán sau khi nhận ra rằng họ sẽ không lấy lại được hầu hết đất đai thông qua một cuộc phản công. Tuy nhiên, chắc chắn Nga sẽ không đồng ý với một cuộc thương lượng 1-1, ám chỉ phần lãnh thổ mà Nga và Ukraine đang kiểm soát. Trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm, Ukraine hiện đang phải đối mặt với thách thức về việc bổ sung quân số. Đối với những người Ukraine đủ điều kiện nhập ngũ, chiến đấu ở chiến hào là một viễn cảnh khốc liệt. Muôn vàn mối nguy trực chờ cướp đi tính mạng của những người lính trên chiến trường, như pháo binh, máy bay không người lái UAV, lính bắn tỉa, bom mìn hay những khi giáp lá cả với lực lượng Nga.
Mặc dù tân binh có thể giúp Ukraine giải tuần khắp quân số, nhưng tuổi tác và chất lượng chiến đấu của họ lại là vấn đề khiến các chỉ huy đau đầu. Tại một địa điểm bí mật ở tỉnh miền Bắc Chernihiv, quân đội Ukraine đang cấp tốc huấn luyện cho các tân binh để sớm triển khai họ ra tiền tuyến. Điểm gây chú ý là độ tuổi của họ hầu hết đều ngoài 40, thậm chí trên 50. Trong số này có Rostislav, tân binh tóc hoa râm đến từ Odessa, đã lập gia đình và có hai con. Một tháng trước, Rostislav còn là tài xế. Giờ đây, ông có thể sẽ phải tham chiến ở vùng Donbass hoặc tại khu vực lực lượng Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga sau chiến dịch tấn công qua biên giới hồi đầu tháng. Khi đề cập đến chiến dịch tấn công Kursk, Rostislav nói: "Tôi nghĩ điều đó là đúng đắn. Hãy xem họ đã ở trên lãnh thổ chúng tôi bao lâu rồi, chúng tôi đã chịu đựng suốt thời gian dài và phải làm gì đó. Bạn không thể chỉ ngồi nhìn họ kiểm soát lãnh thổ của mình." Rostislav cùng các đồng đội đang được áp dụng chương trình huấn luyện cấp tốc ở Chernihiv trong bối cảnh Ukraine đang cần thêm binh sĩ để ứng phó lực lượng Nga ở tiền tuyến. Dưới nắng gắt, các tân binh liên tục nhảy lên xe bọc thép chở quân rồi lao ra nã đạn vào vị trí đối thủ. Trong khu rừng gần đó, các tân binh đẩy lùi một đợt tấn công giả định của lực lượng Nga vào chiến hào. Tiếng lựu đạn nổ làm rung chuyển khu vực. Nhóm tân binh đã được huấn luyện cơ bản 30 ngày và đang chuyển sang nội dung cứu thương nâng cao. Họ có những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi giữa bầu không khí nặng nề khi phát hiện gạc y tế bị lệch ở một vị trí nào đó. Nhưng không ai thoát khỏi thực tế là những tình huống này có thể xảy ra với họ trong vài tuần hoặc vài tháng nữa. Một binh sĩ Ukraine tại khu huấn luyện nói tân binh sẽ không được điều ra tiền tuyến nếu họ chưa có đủ kỹ năng chiến đấu. Maxim, 30 tuổi, dường như là người trẻ tuổi nhất trong nhóm tân binh. Maxim nói: "Chúng tôi cần phải tập luyện liên tục. Càng tập luyện, chúng tôi càng học hỏi thêm nhiều điều hữu ích ở tiền tuyến." Khi được hỏi về nơi có thể được điều động, Maxim cho biết anh sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ ở vùng Donbass hoặc tham chiến ở Kursk, nhưng kèm theo đó là một nụ cười lo âu. Ukraine được cho là đang tuyển mộ hàng chục nghìn tân binh mỗi tháng sau khi triển khai luật nghĩa vụ quân sự mới gây tranh cãi hồi tháng 5 năm nay, trong đó hạ độ tuổi nhập ngũ với nam thanh niên từ 27 xuống 25, nhu cầu bổ sung lực lượng đến nhiều nhất từ bộ binh. Tân binh giúp đáp ứng phần nào nhu cầu về quân số, nhưng cũng là vấn đề khiến các chỉ huy Ukraine đau đầu. Ukraine được cho là đang ở thế bất lợi tại nhiều vị trí giao tranh với lực lượng Nga ở miền Đông. Đáng chú ý là khu vực quanh thành phố chiến lược Pokrov ở tỉnh Donetsk. Một chỉ huy lữ đoàn số 47 của Ukraine nói với vẻ phẫn nộ: "Một số tân binh không muốn bóc cỏ, họ thấy đối thủ từ chiến hào nhưng không khai hỏa. Đó là lý do người của chúng tôi thiệt mạng, khi không dùng vũ khí, họ vô dụng." Các chỉ huy Ukraine cho rằng tân binh là yếu tố dẫn đến hàng loạt thất bại gần đây để lực lượng Nga tiến quân ở miền Đông. Trong đó có khu vực xung quanh Pokrov. Thành trì Pokrov nếu thất thủ sẽ cho phép Nga tiến xa hơn về phía Tây, cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine, gây ra thảm họa về tác chiến. Lực lượng Nga giờ chỉ cách Pokrov khoảng 5 km. Những tân binh Ukraine kém xa lực lượng chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm trong năm đầu xung đột. Họ thậm chí không được huấn luyện đầy đủ ở cấp độ tối thiểu theo các chỉ huy và binh sĩ từ 4 lữ đoàn đang phòng thủ khu vực Pokrov. Một số tân binh thiếu niềm tin vào kế hoạch tác chiến của cấp trên và tự ý rời vị trí khi chưa có lệnh. Phẫn nộ về chất lượng tân binh được các trung tâm tuyển mộ gửi ra tiền tuyến, các chỉ huy Ukraine giờ đây đang tìm cách tự tuyển quân để huấn luyện. Một binh sĩ lữ đoàn số 110 cho biết: "Vấn đề chính là bản năng sinh tồn cho lính mới. Trước đây, binh sĩ có thể bám trụ vị trí cho đến phút chót. Giờ đây chỉ cần nghe thấy tiếng pháo từ đằng xa, họ cũng rút lui." Nhưng cũng không phải mọi tân binh đều bỏ chạy. Binh sĩ này nói thêm: "Không, vẫn có những người đầy nhiệt huyết, nhưng rất ít. Các vị trí có thể giữ được miễn là còn những người như họ." Trong một số trường hợp, các tân binh còn bỏ chạy khỏi trận chiến, chỉ huy một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn số 47 cho hay. Điều đó tạo ra sự hoảng loạn và hỗn loạn. Đây cũng là lý do chúng tôi thất thủ. Trong khi đó, chuyên gia quân sự tại Viện Chiến lược Phòng thủ trụ sở ở Ukraine Viktor Kepliuk cho rằng chương trình đào tạo tân binh là đầy đủ và phù hợp. Ông cáo buộc các chỉ huy Ukraine đang tìm cớ bao biện cho những thất bại chiến lược. Theo chuyên gia Kepliuk, những trận chiến ác liệt như ở Pokrov, quyết định chiến thuật đúng thời điểm từ các chỉ huy sẽ tạo ra sự khác biệt. Các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine đang diễn ra để giành quyền tiếp cận Pokrov, một thành phố quan trọng ở Donbass, cách Donetsk khoảng 60 km về phía Tây Bắc. Theo đài Sputnik, quân đội Nga đã tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Pokrov, kiểm tra các tuyến phòng thủ của Ukraine tại Dmitrov, Grodovka, Novogrodovka và Selidovo. Hồi giữa tháng 8 vừa qua, chính quyền quân sự Pokrov thông báo lực lượng Nga đã tiến sâu vào khu vực cách thành phố này 10 km và kêu gọi người dân sơ tán.
Ngày 5 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh khu vực Bokhrov đang là một trong những khu vực nóng nhất dọc theo toàn bộ mặt trận. Nằm gần biên giới hành chính của vùng Dnepropetrovsk, Krasnomay là vùng phụ cận và là một trung tâm vận tải chiến lược và trung tâm kinh tế tại Donbass do Ukraine kiểm soát. Trong khi cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk đã buộc Nga phải tái triển khai quân đội từ một số khu vực tiền tuyến, các nhà phân tích cảnh báo những động thái đó không ảnh hưởng đến trận chiến giành Pokrov. Nhà phân tích chiến sự Ukraine tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, ông Gustav Gressen cho biết, trên thực tế, các hoạt động của Nga hiện chỉ tập trung ở khu vực Pokrov. Ông nói thêm rằng lực lượng của Moscow đang đóng băng các mặt trận khác. Chuyên gia về chiến sự Ukraine tại Đại học Glasgow, ông Hussein Aliyev bình luận trước cuộc tấn công Kursk rằng Nga đã tiến công trên 7 mặt trận ở Donbass và bây giờ chỉ còn Pokrov, trong khi một số quân đội ở những nơi khác đang được tái triển khai đến Kursk. Những động thái này cho thấy thực sự đã có hiệu ứng Kursk ở Donbass. Vấn đề đối với Kiev là hiệu ứng này không được cảm nhận ở nơi quan trọng nhất. Chuyên gia về Nga tại nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế ITSS Verona, ông Wilkinson Koch nhận định bước đột phá của Nga ở Pokrov có thể buộc Ukraine phải rút lui rộng rãi hơn ở khu vực Donetsk vì tầm quan trọng chiến lược của thị trấn này. Chuyên gia Aliyev cũng nói thêm, nếu thành phố này thất thủ, Nga sẽ có một con đường rộng mở đến Kramatorsk và Sloviansk, nơi mà Ukraine hầu như không có cơ hội ngăn chặn bước tiến của Moscow ở khu vực Pokrov. Nằm gần biên giới hành chính của vùng Dnipro, Pokrov và vùng phụ cận là trung tâm vận tải chiến lược, trung tâm kinh tế tại Donbass thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Các nhà quan sát quốc phòng cho biết, việc Nga giành quyền kiểm soát thành phố này sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế của lực lượng Ukraine tại Chasovia và tạo cơ hội cho quân đội Nga tấn công vào sườn của đối phương ở Kramatorsk và Sloviansk. Pokrov cũng là nút giao thông đường sắt và đường cao tốc quan trọng. Nhà phân tích Gressen lập luận rằng, trên thực tế, Moscow thậm chí có thể không cần kiểm soát Pokrov để tác động tới chuỗi cung ứng của Ukraine hay giáng đòn lớn vào lực lượng của nước này. Ông nói, Nga không cần kiểm soát thành phố này về mặt vật lý, khiến Ukraine gặp khó khăn về mặt hậu cần, chỉ cần họ tiến đủ gần thành phố. Ông Gressen lưu ý rằng, cuộc tấn công chớp nhoáng của Ukraine vào khu vực Kursk đã hút lực lượng dự bị cơ động nhất của Kiev khỏi Donbass, nơi cần lực lượng phòng thủ có khả năng rút lui và tập hợp nhanh chóng. Về mặt này, chuyên gia Kingston Koch cho rằng cuộc tấn công Kursk dường như đã đi sai hướng về mặt chiến lược. Pokrov khoảng 15 km về phía tây nam là một trong số ít mỏ than cốc còn lại thuộc sở hữu của Ukraine, với trữ lượng ước tính hơn 200 triệu tấn than, rất quan trọng đối với ngành luyện kim đang suy yếu của Ukraine. Phương tiện truyền thông và các quan chức phương Tây đã lên tiếng cảnh báo về tình hình tồi tệ ở Pokrov. Ngày 2 tháng 9, tờ Forbes đã cảnh báo rằng hàng trăm quân lính Ukraine từ 4 lữ đoàn riêng biệt có thể bị bao vây nếu hệ thống phòng thủ địa phương bị phá vỡ và nói rằng một cuộc rút lui của Ukraine có thể đã diễn ra. Hôm 4 tháng 9, cựu tham mưu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Nicole Lem phát biểu với Newsweek, những gì chúng ta thấy ở Pokrov là kết quả của nỗ lực huy động và triển khai quân rất muộn và không đủ, bị trì hoãn vì lý do chính trị ở Ukraine. Không huy động đủ, phòng thủ xung quanh Pokrov hiện là vấn đề lớn với nhiều đơn vị không thể giữ vững phòng tuyến hoặc phải rút lui vì họ chỉ có 10 đến 20 hoặc 30% quân số. Giữa cuộc giao tranh gần thành phố, Kiev dường như đang chuẩn bị tâm lý cho người dân về việc mất kiểm soát Pokrov. Thư ký Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine Roman Kostenko khẳng định liệu nó có ảnh hưởng đến toàn bộ mặt trận không? Một số người nói rằng tất cả các tuyến đường hậu cần sẽ bị đóng cửa, rằng chúng ta sẽ không thể giữ được thế phòng thủ và toàn bộ Donbass sẽ bị mất kiểm soát. Đây là những vùng lãnh thổ then chốt, nhưng ngay cả khi đối phương kiểm soát được Pokrov, điều này không có nghĩa là chúng ta đã thua trong cuộc chiến. Tổng thống Zelensky vừa qua đã cải tổ loạt vị trí quan trọng trong chính phủ. Tuy nhiên, việc ông bổ nhiệm nhiều quan chức thân cận thay thế đang khiến dư luận không khỏi bất ngờ, đặt ra nhiều nghi vấn. Liệu nhà lãnh đạo Ukraine còn có ý định gì đằng sau quyết định đó? Ngày 4 tháng 9, Quốc hội Ukraine đã nhất trí bãi nhiệm Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu Olha Stefanishyna, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamysin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Denis Maliuska cùng Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ruslan Strelets. Tuy nhiên, các nghị sĩ đã không chấp thuận đơn xin từ chức
của Giám đốc Quỹ Tài sản Nhà nước Vitaly Kovan và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị kiểm soát Irina Verechuk do không hội đủ đa số phiếu cần thiết. Nghị sĩ Jaroslav Zelenyak cho biết, phiên bỏ phiếu bãi nhiệm Ngoại trưởng Dmytro Kuleba theo đơn xin từ chức của ông đã được đình chỉ khẩn cấp. Theo báo The Kyiv Independent, lý do từ chức không được nêu rõ. Một số bộ trưởng đã nộp đơn từ chức, có khả năng sẽ vẫn tiếp tục làm việc trong chính phủ, nhưng sẽ đảm nhận các vai trò mới. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Kamishin viết, tôi sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng ở một vai trò khác. Kể từ khi ông tiếp quản hoạt động sản xuất quốc phòng, Ukraine đã sản xuất hàng ngàn UAV tầm xa để tấn công Nga. Nhiều tháng qua đã có thông tin về khả năng thay thế một số bộ trưởng Ukraine trong lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm cách tăng cường lòng tin vào chính phủ Ukraine. Hồi tháng 9 năm ngoái, nhà lãnh đạo Ukraine đã sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov sau một loạt bê bối tham nhũng và gần đây hơn là thay thế tư lệnh không quân Mykola Oletchuk sau vụ tiêm kích F-16 đầu tiên bị rơi. Lãnh đạo đảng đầy tớ của nhân dân tại Quốc hội Ukraine, ông David Arakhamia tiết lộ sẽ có những thay đổi lớn trong nội các Ukraine tuần này. Ông Arakhamia thông tin trên Telegram, hơn 50% nhân sự của nội các sẽ được thay đổi. Đây được coi là cuộc cải tổ lớn nhất đối với chính phủ Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nó giống như một cuộc khởi động lại do Tổng thống Zelensky và nhóm thân cận của ông thực hiện trước mùa thu và mùa đông lạnh giá, thời điểm dự kiến Ukraine gặp tình trạng thiếu điện do các cuộc công kích của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và có thể sẽ phải đón nhận những tin tức bất lợi từ tiền tuyến. Tổng thống Zelensky tuyên bố đây là một phần trong chiến dịch cải tổ chính phủ quy mô lớn mà ông coi là rất cần thiết để tăng cường sức mạnh cho Ukraine vào từng thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, việc các nghị sĩ phản đối đơn từ chức của Phó Thủ tướng Verechuk cùng Giám đốc Quỹ Tài sản Nhà nước Kovan cũng như chưa xem xét bãi nhiệm Ngoại trưởng Kuleba cho thấy một đợt sóng ngầm đang xuất hiện trong nền chính trị Ukraine, trái ngược với ý chí của Tổng thống Zelensky. Hàng loạt chính trị gia đối lập hàng đầu Ukraine đang cáo buộc Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ngày càng nhiều đồng minh thân cận và những người trung thành với ông vào các vị trí quan trọng trong chính phủ nhằm củng cố quyền lực. Đảng đầy tớ của nhân dân do ông Zelensky dẫn dắt đã giành được đa số phiếu tại Quốc hội vào năm 2019. Vì vậy, ông có quyền thành lập chính phủ, cách chức, bổ nhiệm bất cứ vị trí nào mà ông cho là cần thiết. Lệnh thiết quân luật ban hành từ năm 2022, không lâu sau khi giao tranh với Nga bùng phát, cũng trao cho Tổng thống nhiều quyền hạn hơn, đồng thời khiến tổng tuyển cử bị trì hoãn, ngay cả khi ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ vào tháng 5 năm nay. Bởi vậy, khi chiến dịch cải tổ chính phủ diễn ra với loạt bộ trưởng xin từ chức, một số đối thủ chính trị cho rằng Tổng thống Zelensky đang vượt quá thẩm quyền của mình. Nghị sĩ đảng đối lập đoàn kết châu Âu, bà Ivana Klimpus-Tersin-Sage nói, tất cả hành động mà chính quyền hiện tại đang thực hiện đều cho thấy mong muốn tập trung quyền lực của Tổng thống. Làn sóng từ chức của các quan chức chính phủ cho thấy một cuộc khủng hoảng quản trị nghiêm trọng. Gương mặt khiến nhiều người bất ngờ trong làn sóng từ chức này là Ngoại trưởng Kuleba, người nộp đơn từ chức hôm 4 tháng 9 mà không nêu lý do. Ông Kuleba được coi là biểu tượng cho nỗ lực kêu gọi phương Tây tăng cường ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Một cựu quan chức cấp cao Ukraine giấu tên cho biết, ông Kuleba nhiều khả năng quyết định ra đi vì mâu thuẫn với chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak. Người này tiết lộ, mọi người đều biết họ có xung đột, tôi thậm chí từng tận mắt chứng kiến. Nhờ vị trí của mình, ông Kuleba đã thiết lập được những mối liên hệ trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và nhiều người khác. Ngay cả khi ông ấy tuyệt đối trung thành, văn phòng Tổng thống cũng không thể để những kênh liên lạc quan trọng như vậy vào tay một người mà họ không hoàn toàn chắc chắn là người của họ. Mặc dù Tổng thống Zelensky vẫn dựa vào tham vấn từ các quan chức cấp cao, việc giao tiếp giữa Kiev với Washington chủ yếu do văn phòng của ông chỉ đạo, cụ thể là ông Yermak. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rustem Umerov cũng thân thiết với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Lloyd Austin. Cả ông Yermak và ông Umerov tới nay vẫn giữ nguyên vị trí. Cả hai đều đã đến Washington vào tuần trước gặp gỡ các quan chức cấp cao Mỹ. Trong khi đó, các quan chức và cố vấn cho Tổng thống Zelensky nói với Politico rằng Ngoại trưởng Kuleba, mặc dù được nhiều người trên thế giới biết đến và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình,
đã không làm gì nhiều trong năm qua để thúc đẩy mối quan hệ giữa Kiev với Washington hay vị thế Ukraine trên trường quốc tế. Thay vào đó, ông chỉ đang quảng bá cho cuốn sách mới phát hành của mình. Một số quan chức chính phủ Ukraine thân cận với Tổng thống Zelensky và các nhà phân tích đã bác bỏ những lời chỉ trích và kêu gọi phe đối lập không nên kịch tính hóa các động thái nhân sự đã được lên kế hoạch từ lâu nhằm tăng sức mạnh cho chính quyền vốn đang kiệt quệ. Ngày 4 tháng 9, trong cuộc họp báo tại Kiev, ông Zelensky phát biểu: "Chúng ta hiện cần nguồn năng lượng mới và những bước đi mới này có liên quan đến việc củng cố nhà nước của chúng ta theo nhiều hướng khác nhau." Theo một quan chức Ukraine thân cận với Tổng thống, mục tiêu của cuộc cải tổ là tái cơ cấu chính phủ, tái bổ nhiệm một số bộ trưởng đã bị sa thải vào các vị trí khác và lấp đầy những ghế nội các đã bị bỏ trống từ lâu, như bộ trưởng về cơ sở hạ tầng, văn hóa, nông nghiệp. Nhà phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Penta Ukraine, ông Volodymyr Fesenko bình luận: "Phong cách điều hành của Tổng thống Zelensky là cải tổ chính phủ theo tình hình thực tế để khiến họ năng động và hiệu quả hơn. Hãy xem những gì mà nhà cải cách trẻ tuổi Oleksandr Kamysin đã làm được, tiếp quản Bộ Công nghiệp Chiến lược từ một cựu bộ trưởng kém hiệu quả và chỉ trong một năm khiến sản lượng vũ khí nội địa tăng gấp 3 lần." Chuyên gia Fesenko nói thêm: "Bây giờ, Tổng thống Zelensky rất tín nhiệm ông Kamysin và trở nên gần gũi với ông ấy hơn." Một số nguồn tin cho hay, ông Kamysin nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm là phó tránh văn phòng Tổng thống, nơi ông tiếp tục giải quyết vấn đề vũ khí và cơ sở hạ tầng. Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 9, lãnh đạo Ukraine cho biết mùa thu này sẽ là thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Các thể chế nhà nước, trong đó có chính phủ văn phòng Tổng thống, phải được củng cố. Cuối ngày 4 tháng 9, Arakhamia thông báo rằng các nghị sĩ đã họp để quyết định những vị trí mới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Andriy Sybiha, cựu phó tránh văn phòng Tổng thống, sẽ thay thế ông Kuleba. Một phó tránh văn phòng Tổng thống khác là ông Oleksiy Kuleba sẽ trở thành phó thủ tướng kiêm bộ trưởng cơ sở hạ tầng và chính sách khu vực, trong khi cựu phó thủ tướng Stefanisia sẽ được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Mykola Topsky, cũng là phó tránh văn phòng Tổng thống, sẽ trở thành bộ trưởng Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin mới nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống thông tin giả. Giám đốc điều hành hiện tại của công ty vũ khí nhà nước Ukroboronprom, ông Herman Smetanin, sẽ thay thế ông Kamysin làm bộ trưởng các ngành công nghiệp chiến lược. Người đứng đầu Ủy ban quan hệ đối ngoại tại Quốc hội, Oleksandr Meriko nhấn mạnh: "Ukraine rất nhiều nhân tài, tôi tin chúng ta phải lắng nghe lập trường của Tổng thống và xem ai là người mà ông ấy thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng. Không đúng khi nói rằng chỉ những người thân cận với văn phòng Tổng thống mới được trao các vị trí hàng đầu trong chính phủ." Bên cạnh đó, ông cũng lấy ví dụ về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Umerov, người đến từ đảng Holos, có khuynh hướng tự do, ủng hộ châu Âu. Nhà nghiên cứu chính trị Fesenko cho biết: "Tất nhiên, chúng ta có những hạn chế về quyền tự do và dân chủ trong thời chiến, như việc không tổ chức bầu cử, điều bị cấm bởi luật thiết quân luật." Tuy nhiên, ông khẳng định hệ thống mà Tổng thống Zelensky áp dụng cho đến nay đã giúp Ukraine chống đỡ chiến dịch của Nga và củng cố ủng hộ từ nước ngoài. Chuyên gia nói thêm: "Thật không may, không thể duy trì hoàn toàn nền dân chủ trong một cuộc xung đột như vậy." Tuy nhiên, lập luận đó không hoàn toàn thuyết phục được những người phản đối Tổng thống Zelensky ở trong nước. Họ vẫn cho rằng ông đã vượt quá giới hạn với động thái cải tổ mới nhất của mình và muốn có một chính phủ bao trùm hơn khi cuộc xung đột với Nga chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nghị sĩ Tosin Sadze nhận định: "Chúng ta cần một chính phủ cứu rỗi vào thời điểm này, thậm chí không cần thống nhất. Nhưng chúng tôi chỉ đồng ý hợp tác nếu chính phủ Ukraine quay trở lại với pháp quyền, vì ngay cả chiến sự cũng không thể là cái cớ." Các nhà lập pháp và nhà phân tích chính trị đã dự đoán sẽ có những thay đổi lớn trong chính phủ Ukraine kể từ đầu mùa hè năm nay. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan đã đề xuất khả năng tinh giản chính phủ và gộp một số bộ phận thành một bộ. Nhiều vị trí đã bị bỏ trống kể từ khi các bộ trưởng bị sa thải hoặc từ chức trong năm nay, bao gồm các bộ nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, vốn đóng vai trò quan trọng. Nghị sĩ đối lập Ukraine Irina Herashenko bình luận: "Đó là một chính phủ không có bộ trưởng. Đây là cuộc khủng hoảng về trí tuệ và nhân sự mà chính quyền đang nhắm mắt làm ngơ." Bà kêu gọi cần có một chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm giúp chấm dứt tình trạng kiểm soát quyền lực do nhóm chính trị của ông Zelensky nắm giữ. Ukraine từng đau đầu đối phó tình trạng tham nhũng và Washington đã nhiều lần kêu gọi Kiev hành động nhiều hơn để thẩm tra lý lịch quan chức và xử lý những hành vi thiếu thận trọng về chính trị và tài chính. Nghị sĩ đảng Holos
Jaroslav Zelensky đã chỉ trích việc thiếu những gương mặt mới trong chính quyền. Ông Zelensky đặt câu hỏi. Ông Zelensky nói rằng cần có năng lượng mới, nhưng bạn có nhận thấy rằng trong trật tự tái lập vĩ đại này vẫn chưa có người mới nào xuất hiện không? Tất cả thay đổi chỉ là sự luân chuyển giữa những người đã ở trong vương quốc. Hiện tại các đồng minh phương Tây chưa công khai lên tiếng về nỗ lực cải tổ của Tổng thống Zelensky, mặc dù có một số lo ngại rằng động thái này có thể tạo ra ấn tượng lãnh đạo Ukraine đang cố nhồi nhét càng nhiều người trung thành với ông vào chính phủ càng tốt. Tại Mỹ, các quan chức chính quyền tỏ ra thận trọng khi nói về cảm nhận của họ đối với những thay đổi đang diễn ra ở Ukraine. Một quan chức Mỹ giấu tên nói, có thể có lý do để lo ngại. Tuy nhiên, các nhà quan sát ở Kiev vẫn cho rằng xung đột là lý do chính đáng với những động thái có thể được nhìn nhận khác đi trong thời bình. Nhà phân tích Fesenko cho biết, ngay cả với những lời chỉ trích về việc tránh văn phòng Tổng thống trở nên quá quyền lực, chúng tôi thấy các đối tác vẫn giúp đỡ chúng tôi bởi họ hiểu tình hình của chúng tôi. Họ hiểu rằng Ukraine sẽ khởi động lại nền dân chủ ngay khi xung đột kết thúc và các cuộc bầu cử diễn ra. Tin tức về làn sóng cải tổ xuất hiện vào thời điểm Nga đang tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào Ukraine. Điện Kremlin nói rằng những thay đổi trong nội các Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình theo bất cứ cách nào, mặc dù lúc này các cuộc đàm phán như vậy có vẻ là viễn cảnh xa vời trong lúc hai bên đang có các mục tiêu rất khác nhau. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok ngày 5 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc Pháp bắt giữ và điều tra nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. Theo ông Putin, các động thái của Pháp có tính chọn lọc và ông không hiểu hành động của Paris. Tổng thống Nga cho biết ông từng gặp nhà sáng lập Telegram Durov một lần cách đây nhiều năm, nhưng hai người không giữ liên lạc hoặc gặp lại nhau kể từ đó. Ông Putin chia sẻ, đó là một cuộc gặp gỡ với các doanh nhân, chúng tôi không gặp lại nhau từ đó và cũng không giữ liên lạc. Ông Martin đã gặp ông Durov không lâu trước khi nhà sáng lập Telegram bị bắt ở Paris. Trong khi đó, tối ngày 5 tháng 9, nhà sáng lập nền tảng Telegram Pavel Durov đã ra một thông cáo dài nói về việc ông bị bắt giữ tại Pháp. Ông lập luận quan điểm của cơ quan công tố Pháp đáng ngạc nhiên vì nhiều lý do. Ông Durov nêu, nếu một quốc gia không hài lòng với dịch vụ Internet, thông lệ đã được thiết lập là bắt đầu hành động pháp lý chống lại chính dịch vụ đó. Sử dụng luật từ thời tiền điện thoại thông minh để buộc tội một giám đốc điều hành về tội ác do bên thứ ba gây ra trên nền tảng mà anh ta quản lý là một cách tiếp cận sai lầm. Doanh nhân gốc Nga nhấn mạnh thêm, xây dựng công nghệ đã khó khăn rồi, sẽ không có nhà đổi mới nào xây dựng các công cụ mới nếu họ biết có nguy cơ phải chịu trách nhiệm cá nhân về khả năng lạm dụng các công cụ đó. Theo tỷ phú công nghệ, cảnh sát nói với ông rằng ông có thể chịu trách nhiệm cá nhân về việc người khác sử dụng trái phép Telegram vì chính quyền Pháp không nhận được phản hồi từ Telegram. Tuy nhiên, ông Durov bác bỏ phát ngôn công ty của ông khó tiếp cận bởi Telegram có đại diện chính thức tại EU để trả lời các yêu cầu. Địa chỉ email của văn phòng đại diện đã được cung cấp công khai cho bất kỳ ai ở EU tìm kiếm từ khóa địa chỉ Telegram EU để thực thi pháp luật, ông nói. Ông Durov nói cho biết, chính quyền Pháp có nhiều cách để liên hệ với ông để yêu cầu hỗ trợ, đồng thời tiết lộ ông là khách thường xuyên tại lãnh sự quán Pháp ở Dubai. Đây là những bình luận đầu tiên của ông kể từ khi bị bắt giữ tại Pháp hồi cuối tháng trước, ngay khi máy bay riêng đáp xuống Paris. Văn phòng công tố Paris ngày 28 tháng 8 thông báo tòa án đã truy tố nhà sáng lập Telegram Durov 6 tội danh, trong đó có tội đồng lõa phát tán hình ảnh khiêu dâm của trẻ em, buôn bán ma túy, rửa tiền, từ chối cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ông Durov được tại ngoại với số tiền bảo lãnh hơn 5 triệu đô la Mỹ, song không được phép rời khỏi Pháp. Nga đã chỉ trích vụ bắt giữ và cảnh cáo Pháp có thể đối mặt với những hậu quả khó lường. Moscow cũng nghi ngờ Pháp bắt giữ ông chủ Telegram theo đề nghị của Mỹ. Telegram là một trong những nền tảng xã hội lớn nhất thế giới với gần 1 tỷ người sử dụng. Đầu năm nay, ông Durov cho biết một số chính phủ đang tìm cách gây sức ép, nhưng Telegram vẫn giữ định hướng một nền tảng trung lập, không bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị. Ngày 5 tháng 9 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính trị Pháp khi Tổng thống Emmanuel Macron chính thức bổ nhiệm ông Michel Barnier, cựu nhà đàm phán Brexit, làm thủ tướng mới của nước này. Quyết định này đã được dự báo từ lâu và được đưa ra sau gần 2 tháng bế tắc chính trị kể từ cuộc bầu cử lập pháp bất thường khi không có đảng nào giành được đa số phiếu tuyệt đối. Ông Michel Barnier, 73 tuổi, là một tên tuổi nổi bật trong chính trị Pháp. Ông từng giữ chức Ủy viên châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao của Đảng Trung Hữu trước khi trở thành người đứng đầu các cuộc đàm phán về Brexit. Với kinh nghiệm dày dặn trong các vấn đề quốc tế và quan hệ ngoại giao, ông Barnier được kỳ vọng sẽ mang đến sự ổn định cho chính phủ Pháp trong thời điểm nhạy cảm này. Quyết định bổ nhiệm ông Barnier diễn ra gần 3 tháng sau cuộc bầu cử lập pháp, một sự kiện đã khiến nước Pháp rơi vào tình trạng bế tắc chính trị. Trong cuộc bầu cử này, Liên minh cánh tả mặt trận Bình dân mới bất ngờ giành được nhiều ghế nhất, trong khi Liên minh Đảng Phục hưng cầm quyền của Tổng thống Macron đứng thứ hai trước Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia. Sự phân chia này đã tạo ra một tình huống mà không đảng nào có thể chiếm ưu thế rõ rệt, dẫn đến bế tắc trong xác định người đứng đầu chính phủ.
việc bổ nhiệm ông Barnier đã ngay lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các nhóm chính trị khác nhau. Các chính trị gia cánh tả, đặc biệt là Jean-Luc Mélenchon từ Đảng nước Pháp bất khuất, đã chỉ trích quyết định này, cho rằng việc chọn một chính trị gia cánh hữu làm thủ tướng là phản ánh không đúng với kết quả của cuộc bầu cử. Ông Mélenchon và các đồng minh đã kêu gọi biểu tình vào ngày 7 tháng 9, cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Tương tự, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen cho biết, đảng này sẽ chờ xem chương trình nghị sự của ông Barnier trước khi quyết định có ủng hộ ông hay không. Sự ủng hộ của phe cực hữu đối với ông Barnier phụ thuộc vào các chính sách và chương trình hành động mà ông đề xuất trong thời gian tới. Mặc dù ông Michel Barnier được đánh giá cao về kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo, ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong vai trò mới của mình. Một trong những thách thức quan trọng nhất là việc xử lý ngân sách năm 2025 của Pháp. Chính phủ do ông Barnier lãnh đạo sẽ cần phải đưa ra một kế hoạch ngân sách phù hợp và có thể thuyết phục Quốc hội Pháp, vốn đang chia rẽ sâu sắc, để tránh nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo một cố vấn của Tổng thống Macron, ông Barnier được xem là tương thích với Tổng thống Macron và có khả năng sẽ không bị Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm ngay lập tức. Ông Barnier được cho là có thể thu hút ủng hộ các thành viên cánh hữu của Quốc hội mà không gây khó chịu cho phe cánh tả. Điều này có thể giúp ông duy trì sự ổn định chính trị trong thời gian đầu. Ngày 4 tháng 9, Campuchia đã xác nhận rằng quân đội nước này sẽ nhận được 2 tàu chiến từ Trung Quốc. Các tàu này dự kiến sẽ được bàn giao sớm nhất vào năm sau. Trong một thông báo, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Mali Sochiata đã xác nhận thông tin trên và cho biết đây là đề nghị của Phnom Penh nhằm tăng cường năng lực hải quân của nước này. Bà Mali cũng nói thêm rằng các tàu chiến, cụ thể là tàu Thai 56C, là một phần trong nỗ lực củng cố năng lực của Campuchia trong việc duy trì hòa bình, an ninh và các hoạt động nhân đạo trong khu vực, bao gồm các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn. Trung Quốc là đối tác thân cận hàng đầu của Campuchia và là nhà tài trợ lớn nhất của nước này, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của Campuchia. Tờ Newsweek dẫn một nguồn tin thân cận cho biết Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng của Campuchia, bao gồm sân bay, đường xá và các dự án phát triển tư nhân. Khoảng 40% trong số 11 tỷ đô la Mỹ nợ nước ngoài của Campuchia là nợ Trung Quốc. Campuchia và Trung Quốc trong thời gian qua đã tăng cường hoạt động hợp tác quân sự. Hồi tháng 5 năm nay, truyền thông Mỹ đã công bố các ảnh chụp vệ tinh cho thấy hai tàu chiến của Trung Quốc xuất hiện ở quân cảng Ream của Campuchia từ tháng 12 năm 2023. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Suchiat đã lên tiếng cho biết hai tàu chiến của Hải quân Trung Quốc xuất hiện ở quân cảng Ream để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2024 với Campuchia. Ông cũng bác bỏ đồn đoán rằng Trung Quốc có căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia. Căn cứ hải quân Ream nằm ở tỉnh Prasikhanau của Campuchia. Căn cứ này được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược do nằm gần vịnh Thái Lan và ở phía nam Biển Đông. Việc Bắc Kinh tiếp cận căn cứ này đã dấy lên những lo ngại của phương Tây rằng Campuchia cấp quyền cho hải quân Trung Quốc sử dụng có thể phục vụ mục đích quân sự để đổi lấy việc hỗ trợ cải tạo. Chính phủ Campuchia đã nhiều lần bác bỏ thông tin trên. Giới chức nước này cho biết Campuchia cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình vì nước này không có nhu cầu thiết lập những cơ sở như vậy và điều này cũng vi phạm hiến pháp. Được biết, những tranh cãi về căn cứ hải quân Ream của Campuchia bắt đầu nảy sinh vào năm 2019 khi tờ tạp chí Phố Quân đưa tin rằng bản dự thảo ban đầu của một thỏa thuận mà các quan chức Mỹ được tiết lộ sẽ cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ này trong 30 năm, nơi nước này có thể bố trí quân nhân, cất giữ vũ khí và neo đậu tàu chiến tại Campuchia. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Campuchia hiện là đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc là ân nhân quan trọng nhất của Campuchia, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế nước này. Ngoài các dự án quân sự, Trung Quốc đã tài trợ cho nhiều dự án khác ở Campuchia, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, bao gồm sân bay và đường xá, cũng như các dự án tư nhân như khách sạn, song bạc và bất động sản. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi 2024 khai mạc tại Bắc Kinh sáng ngày 5 tháng 9, Trung Quốc và hơn 50 quốc gia châu Phi đã đạt được vô số thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng cường quốc này sẽ phân bổ hơn 50 tỷ đô la Mỹ cho lục địa đen trong 3 năm tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với châu Phi trong công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, thương mại và đầu tư. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi cả hai bên cùng thúc đẩy quá trình hiện đại hóa cởi mở và cùng có lợi. Ngoài khoản hỗ trợ tài chính 50 tỷ đô la Mỹ, ông Tập Cận Bình còn đề nghị Trung Quốc sẽ khuyến khích và hỗ trợ châu Phi phát hành trái phiếu tại Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh thêm, bất kể bối cảnh quốc tế diễn ra thế nào, Trung Quốc sẽ không bao giờ dao động trong quyết tâm theo đuổi sự đoàn kết và hợp tác lớn hơn với châu Phi. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi 2024, ông Tập Cận Bình cũng đưa ra nhiều chính sách và thỏa thuận hợp tác mới tạo tiền đề cho quan hệ Trung Quốc-Châu Phi trong 3 năm tới. Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc tại hội nghị nhấn mạnh mối quan hệ Trung Quốc-Châu Phi đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử.
Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi 2024 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tìm cách hiệu chỉnh lại quan hệ kinh tế và thỏa thuận thương mại với Châu Phi, cũng như tăng cường quan hệ với nền kinh tế đang phát triển do căng thẳng địa chính trị. Các nhà lãnh đạo đến từ hơn 50 quốc gia châu Phi đã tụ họp tại Bắc Kinh, trong đó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Tổng thống Kenya William Ruto có cuộc gặp riêng với Chủ tịch nước Tập Cận Bình trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Trong hội nghị thượng đỉnh trước đó, Trung Quốc cũng đã đưa ra cam kết tài chính lớn để tài trợ cho những dự án cơ sở hạ tầng lớn trên khắp châu Phi. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi kể từ khi vượt qua Mỹ vào năm 2009. Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc, tổng khối lượng thương mại tăng trưởng đáng kể trong hai thập kỷ qua, từ dưới 100 tỷ nhân dân tệ năm 2000 lên 1,98 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 17,2%. Ngày 4 tháng 9, con trai út của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Baron Trump, 18 tuổi, đã được vệ sĩ hộ tống khi rời Đại học New York để bắt đầu năm học đầu tiên tại ngôi trường này. Trong ngày đầu tiên đến trường, Baron nổi bật với chiều cao hơn 2 mét, mặc áo polo trắng, quần đen, đeo ba lô đen ở một bên vai và được các vệ sĩ hộ tống. Theo tờ New York Post, mức học phí khởi điểm tại ngôi trường này là khoảng 62.700 đô la Mỹ trên năm. Trước đó, ông Trump cho biết Baron sẽ theo học trường kinh doanh Stern của Đại học New York, một trong những trường kinh doanh hàng đầu cả nước. Ông Trump nói, Baron là đứa trẻ rất có năng lực, nhưng không còn nhỏ nữa rồi. Thằng bé đã chuyển sang giai đoạn mới của cuộc đời và đang làm rất tốt. Ông cũng cho biết thêm, cậu sẽ tiếp tục chơi bóng đá trong thời gian theo học tại trường. Bóng đá là một trong những niềm đam mê của cậu út nhà cựu tổng thống. Baron tốt nghiệp cấp 3 hồi tháng 5 năm nay tại Học viện Oxbridge, trường tư thục gần biệt thự của ông Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida. Đại học New York cách tháp Trump, nơi Baron sinh sống khi còn nhỏ, chỉ vài km. Gia đình ông Trump vẫn còn căn hộ trong tháp Trump. Hiện chưa rõ Baron sẽ ở ký túc xá hay ở nhà. Song truyền thông nói rằng cậu mang theo rất ít đồ, chỉ tới văn phòng trưởng khoa trước khi được dẫn lên lớp, cho thấy nhiều khả năng Baron sẽ di chuyển từ tháp Trump tới trường mỗi ngày. Baron không phải thành viên duy nhất trong gia đình Trump bước vào môi trường đại học vào năm nay. Tháng 8 vừa qua, Kai, con gái và con trai cả của ông Trump quyết định nhập học Đại học Miami để theo đuổi niềm đam mê chơi golf.